Bộ phim Đi giữa trời rực rỡ tuy đã giảm nhiệt rõ rệt so với giai đoạn đầu nhưng vẫn luôn là từ khóa hot được cư dân mạng quan tâm. Ở những diễn biến mới nhất của phim, sự xuất hiện của một nhân vật mới khiến khán giả vô cùng thích thú. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đây mới thực sự là nữ chính của phim. Cụ thể nhân vật mới này là Ngọc Ngà, một chủ shop quần áo xinh đẹp. Trải trong lúc đi làm shipper thì đã vô tình giúp đỡ Ngà khi cô bị người yêu đẩy ngã và bỏ rơi. Càng vô tình hơn khi Ngà chính là người vừa gọi Trải đến giao đơn. Trong lúc nhận đơn, Trải có hỏi han Ngà và đưa ra cho cô những triết lý tình yêu mà anh đúc rút được sau những năm tháng đơn phương theo đuổi Pu. Lắng nghe những chia sẻ thật tâm của Trải, Ngà nhìn nhận lại chuyện tình của chính mình và dường như có chút dao động. Cô sau đó cũng chủ động ngỏ lời để Trải tiếp tục đến giúp mình giao hàng những ngày sắp tới. Phần cảnh lên hình của Ngà và Trải chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi nhưng hiện đang là một chủ đề hot trên mạng xã hội. Thậm chí hai đoạn trích của cặp đôi này còn hút tổng cộng gần 8 triệu view chỉ sau chưa đầy nửa ngày đăng tải trên kênh TikTok của nhà sản xuất. Dưới phần bình luận, khán giả dành cơn mưa lời khen cho nhân vật mới. Bên cạnh lời khen cho nhan sắc và diễn xuất thì còn có hàng loạt bình luận với nội dung giống nhau, cho rằng đây mới là nữ chính thực sự của Đi giữa trời rực rỡ. Phim này lạ nhỉ, nữ chính đến giữa phim mới xuất hiện, nhưng không sao nữ chính này tôi chịu, nữ chính xuất hiện muộn quá ạ. Ôi cuối cùng nữ chính của phim cũng tới rồi, đây mới là nữ chính của phim, đạo diễn này kỳ ghê giờ mới cho xuất hiện. Đây là những bình luận mà khán giả dễ dàng bắt gặp ở bất cứ phân cảnh nào của nhân vật Ngà. Thực tế nhân vật mới này chưa đóng góp được gì cho cốt truyện, càng chưa ảnh hưởng gì tới nam chính thế nhưng khán giả vẫn vô cùng háo hức với sự xuất hiện của cô. Lý do chỉ đơn giản là vì người xem đã quá chán ghét nữ chính vô cùng 1001 câu chuyện hàng ngày của Pu bên cạnh nam phụ thái. Cách Pu ghẻ lạnh Trải, cách ứng xử của Pu với mọi người xung quanh bị cho là vô ơn khiến nữ chính đáng yêu, cá tính ban đầu hiện mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả. Vì vậy, khi Ngà xuất hiện, người xem lập tức đổ dồn sự chú ý vào nhân vật này mà mong muốn cô sẽ chữa lành cho Trải. Đó là chưa kể việc nhan sắc của diễn viên trẻ Thùy Dương cũng ghi điểm trong mắt người xem. Thêm vào đó, dù mới xuất hiện có vài phút nhưng cách thoại và ánh mắt của cô cũng được khen ngợi rất nhiều. Điều này hứa hẹn chemistry bùng nổ với Long Vũ trong tương lai dù chưa biết câu chuyện của nhân vật Ngà và Trải sẽ đi về đâu. Nhiều người hỏi em Nhung là có combo gì giá yêu thương không em? Thì có mọi người nha. Combo giá yêu thương nhà em sẽ gồm hai chai nước mắm cá cơm, có đủ đạm 45 đủ đạm. Loại này nhà em thì 3 năm rồi. Một chai em đang bán 200k. Nhưng nếu mọi người mua theo combo hai chai, em giảm giá chỉ còn 330k. Và em sẽ tặng kèm thêm một chai mắm tôm. Một chai mắm tôm mà em đang bán giá 70k. Một chai 1 cân 2 nha mọi người nha. Mắm tôm nhà em là chất lượng phải bàn cãi nữa rồi. Thơm ngon, đặc, mịn và ăn không hề có sạn. Và cái nước mắm của em Nhung đang bán mọi người có thể test thử cho em luôn. Mọi người mua nước mắm nhà em về, mọi người test thử cái nước mắm có nguyên chất hay không bằng cách này. Mọi người đổ nước mắm vào một cái bát con cho em nhá. Sau đấy là mọi người sẽ lắc. Đấy, lắc cái thành bát, nếu mà nước mắm mà còn đọng lại được thành bát như thế này là đã chứng tỏ là cái nước mắm của nó rất là đặc, rất là nguyên chất. Và mọi người thả cho em một vài hạt cơm nguội vào cho em. Thả cho em một vài hạt cơm nguội vào này. Đây này, nếu mọi người khi mọi người thả cái cơm nguội vào nha, nó mà nổi lên như thế này này thì đấy là nước mắm nguyên chất chưa từng pha chế. Còn nó mà lừng lửng hoặc chìm xuống là đấy là nước mắm đã pha rồi. Đấy, còn mọi người nếm luôn cho em. Mọi người nếm luôn. Đó, cái nước mắm nguyên chất nha. Khi mình đến nó hơi mặn một tí thôi, nhưng mà khi mình nuốt xuống cái phần cuống họng này, nó sẽ có phần hậu vị là ngọt hậu, nó đọng lại. Cái vị ngọt của nó rất là thanh, không phải vị ngọt của đường, cũng không phải vị chua chất bảo quản, mà vị ngọt của nó rất là thanh, mà chỉ có nước mắm cốt, nước mắm ngon mới có thôi. Thì mọi người nếm thử thoải mái cho em nhé. Nếu chuẩn hàng, nếu chuẩn nước mắm nguyên chất mọi người nhận hàng. Mọi người ủng hộ bà con bọn em nhé. Cảm ơn mọi người có thể click vào hình giỏ hàng để ủng hộ bọn em nhé. Người đảm nhận vai Ngà là Thùy Dương, một tân binh trên sóng truyền hình Việt. Trước Đi giữa trời rực rỡ, Thùy Dương cũng từng gây ấn tượng mạnh với một vai phụ ở bộ phim Đấu Trí. Thời điểm hiện bộ phim đầu tay lên sóng, Thùy Dương từng trở thành cái tên hot bởi tạo hình quyến rũ và những phân cảnh táo bạo. Thêm vào đó, việc được đào tạo bài bản về diễn xuất cũng giúp cô dễ dàng chinh phục khán giả.
Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn. Nước mắm để lâu thời gian bị đen đi thì liệu có còn dùng được nữa không? Vẫn dùng được bình thường mọi người nhé. Em chỉ sợ nhất là nó chuyển sang màu xanh và nó có mùi thối. Thì lúc đấy mọi người không nên dùng nữa bởi vì nước mắm đã bị hỏng. Điều kiện mà để nước mắm luôn thơm ngon là được ở trong những cái chuông như thế này. Nắng mở ra, mưa đậy lại thì nó mới càng để lâu, nó mới càng gần, càng chắc, càng ngon. Đó, chứ còn được là ngồi chai này nhiều khi mình để trong căn bếp ấy, không có nắng thì nó bị oxy hóa ra là bình thường. Bởi vì hàng không có chất bảo quản mà. Chứ còn mọi người để cái một chai nước mắm như này muôn đời muôn kiếp nó vẫn là màu này thì chứng tỏ phải có chất bảo quản ở trong này. Đó, còn đen đi một chút không sao mọi người nhá. Mọi người vẫn cứ dùng bình thường cho em. Bên em là chuyên cung cấp các loại nước mắm truyền thống Ba Làng Thanh Hóa, chỉ làm hoàn toàn từ cá và muối, an toàn với sức khỏe mọi người. Đó, mọi người có nhu cầu mua những sản phẩm sạch, an toàn thì click vào phần giao hàng để ủng hộ bà con ngư dân bọn em nha mọi người nhá. Nước mắm mực mọi người đã nghe bao giờ chưa? Lâu nay mọi người có nghe qua về nước mắm làm từ cá và muối, ví dụ như nước mắm cá cơm, nước mắm cá thu hoặc nước mắm cá ngừ. Nhưng bây giờ lại có cả nước mắm mực. Vậy thì nước mắm mực là loại nước mắm kiểu gì, hương vị ra làm sao và quy cách làm thế nào? Thì mọi người cùng theo dõi hết video của em Nhung nha. Giống như nước mắm cá thì nước mắm mực của nhà em Nhung chính là dòng nước mắm truyền thống, lành tính, an toàn, không hóa chất độc hại và rất đậm đà chuẩn vị mắm xưa. Nguyên liệu để làm ra mắm mực sẽ gồm mực và muối. Mực sẽ được trộn cùng với muối với tỷ lệ là 4 mực 1 muối, nghĩa là 4 cân mực thì là 1 cân muối. Sau khi hỗn hợp mực và muối đã được trộn đều thì nhà em Nhung sẽ cho vào trong các chum lưu vại, rồi dùng những thanh tre gài lại, rồi dùng những viên đá nặng để chặn lên. Quy cách làm mắm mực thì tương tự với mắm cá nhưng chỉ khác nhau về khâu nguyên liệu thôi mọi người ạ. À, mắm mực nhà em Nhung sẽ ủ trong vòng 3 năm theo quy cách là nắng mở ra để phơi, buổi tối hoặc là mưa gió thì sẽ đậy lại và cho ra được độ đạm là 45 độ đạm. Nói về màu nước mắm thì nước mắm mực sẽ có màu đen hơn mắm cá một chút, nhưng nước mắm mực bên em Nhung là dòng sản phẩm hạn chế được tối đa những cái nhược điểm của mắm truyền thống. Mắm truyền thống của mình thì có hai nhược điểm chính là vị hơi mặn và mùi sẽ hơi nồng, nhưng nước mắm mực bên em Nhung thì các anh chị sẽ thấy vị rất là dịu, ngọt hậu, rất là sâu và thơm bùi luôn. Em Nhung bán mắm mực từ hồi đầu năm đến nay, bây giờ đã là tháng 7, chưa ai chê mắm mực một câu nào hết, mà kể cả khách cũ, khách mới, khách quen, khách lạ gì khi ăn mắm mực đều thích mê luôn. Với công thức muối thủ công truyền thống với 4 đời làm mắm nên mắm bên em Nhung sẽ giữ chọn được hương vị chuẩn mắm xưa và đảm bảo với các anh chị một điều là mắm không hóa chất độc hại, rất là lành tính. Và hiện tại thì em Nhung đang cho ra mắt một combo mắm mực giá siêu yêu thương, mọi người tham khảo ở phần giỏ hàng giúp em để có ngay cho mình một sản phẩm chất lượng, chuẩn vị lại còn an toàn với sức khỏe mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em ạ. Và em là Nhung, cô chủ nhỏ của xưởng mắm Ba Làng Vinh Việt.